Thưa quý vị, là một trong hai thành phố có lượng học sinh đông nhất cả nước thì những ngày này tất cả các trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang phải chạy nước rút để mà kịp đón học sinh đi học từ ngày hôm nay. Dù thời gian đi học trở lại của gần 2 triệu học sinh của thành phố đã được ngành giáo dục tính toán theo lộ trình cụ thể. Tuy nhiên, với việc nghỉ dài, chương trình học online chưa thực sự mang lại hiệu quả, cùng với những quy định đảm bảo an toàn cho học sinh khi quay trở lại trường đang khiến các đơn vị trường học vô cùng lo lắng. Ngay sau thông báo ấn định thời gian đi học trở lại của học sinh thành phố, dù rất phấn khởi, nhưng Ban giám hiệu trường Trung học cơ sở Huỳnh Văn Nghệ cho biết đang rất lo lắng và áp lực. Là một trong hai trường đông học sinh nhất trên địa bàn quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, việc làm sao để đảm bảo an toàn cho hơn 3.600 học sinh là cả một vấn đề lớn. Với số lượng học sinh đông của nhà trường là 3.650 học sinh mà đi học một cùng lúc thì rất là khó trong cái việc mà mình thực hiện cái đảm bảo an toàn theo cái bộ tiêu chí đó. Đặc biệt là khu Bình Hưng Hòa B mình là cái khu mà gần khu công nghiệp Vĩnh Lộc nè, cho nên áp lực về cái sĩ số học sinh rất là cao. Bên cạnh các giải pháp chiếu theo bộ tiêu chí an toàn mà ngành giáo dục quy định, các trường cũng đang tất bật chuẩn bị mọi vật dụng, trang thiết bị cần thiết như khẩu trang, máy đo thân nhiệt cho học sinh. Theo các trường, làm thế nào để vừa phòng chống dịch bệnh nhưng vẫn đảm bảo tiến độ dạy và học theo quy định sẽ còn là vấn đề khó khăn hơn nhiều bởi nó liên quan đến công tác điều động nhân sự. Nói chung là lo lắng thì cũng phải có rồi. Tại vì trước đây học sinh nó học bình thường á, thì chỉ có một vài em giống như là nó trong lúc học thì nó mệt hoặc là nó bị cảm sốt. Nó xuống đây thì em chăm sóc nó dễ hơn. Còn bây giờ trước khi đón học sinh trở lại trường thì cái số lượng nó đông như vậy thì mình cũng phải lo lắng, có nghĩa là mình sợ là mình sẽ chuẩn bị được những cái gì rồi cho các em, chuẩn bị những cái gì tốt nhất cho các em quay trở lại trường. Trường thí dụ 2.000 em thì buổi sáng có 1.000 em rồi. Không thể nào một nhân viên y tế mà đo cho 1.000 em được. Thì thông thường các trường sẽ có cử ra một khối lớp sẽ đo trong một ngày phụ với nhân viên y tế. Nhân viên y tế là chỉ làm công tác tổng hợp thôi. 10 người đo đi. Thì một người đo phải đo 100 em thì phải vô sớm. Như vậy thì nó cũng gây thêm một cái gọi là cái bất cập cho nhà trường, giáo viên là phải kiêm nhiệm thêm công tác y tế đó. Nhiều quận huyện có số học sinh đông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc tách lớp để đáp ứng yêu cầu của bộ tiêu chí an toàn chỉ thuận lợi với những trường có điều kiện tổ chức cho 100% học sinh học 2 buổi trên một ngày. Với những địa bàn tỷ lệ học sinh học 2 buổi trên ngày ít, số lượng học sinh lớp đông sẽ rất khó khăn, chưa kể vấn đề chế độ cho giáo viên làm thêm giờ. Còn nếu mà mình xếp hệ biểu để cho thầy cô mà đảm bảo được hai lớp đó luôn thì cái số tiết nó sẽ tăng lên, như vậy đã ảnh hưởng tới cái chế độ của giáo viên để mà nhà trường phải chi trả sau này nữa, cũng là một khó khăn đó. Cũng thêm một cái trăn trở nữa, đó là gì, sẽ có những bộ môn mà cái số lượng thầy cô của mình á nó không có nhiều, chẳng hạn như là những cái bộ môn như là giáo dục công dân nè, âm nhạc nè, mỹ thuật nè, chạy không nổi. Theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, toàn bộ học sinh khối 12 và khối 9 trên địa bàn thành phố sẽ chưa bắt đầu học ngay vào ngày mai mà ưu tiên thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ngày 5 tháng 5, học sinh mới đi học bình thường trở lại.